Chào mừng các em học sinh đã đến với khóa học môn hóa học lớp 12 trung học phổ thông của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Để tiếp tục chuyên đề 4 polymer và vật liệu polymer. Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài số 14 là vật liệu polymer. Ở trong bài này chúng ta cùng nghiên cứu 3 loại vật liệu chính, đó chính là một là chất dẻo, 2 là tơ và 3 là cao su. Chúng ta cùng đi vào nội dung cụ thể như sau. Một là mã chất dẻo. Trước hết, chúng ta cần hiểu chất dẻo là gì đúng không nhỉ? Chất dẻo là những cái vật liệu polymer có tính dẻo. Vậy, tính dẻo là gì? Để dễ hình dung, chúng ta khi mà chúng ta hơ nóng cái thước hoặc là cái bút bi mà chúng ta uốn cong đi thì khi để nguội lại thì cái thước đó nó không còn được là hình dáng của cái thước ban đầu nữa mà nó đã bị uốn cong đi đúng không nhỉ? Nó không trở lại được trạng thái ban đầu nữa. Đấy được gọi là tính dẻo. Vậy thì tính dẻo là gì? Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt hoặc áp lực bên ngoài và nó vẫn giữ nguyên được cái sự biến dạng đó khi thôi lực tác dụng. Và thành phần của chất dẻo thì bao gồm thành phần chính là polymer và chất phụ gia. Chất phụ gia ở đây có thể là gồm chất dẻo hóa, chất độn để tăng khối lượng của chất dẻo cũng như là chất màu hoặc là chất ổn định. Đó là về khái niệm chất dẻo. Vật liệu thứ hai chúng ta nghiên cứu đó là vật liệu composite. Chắc hẳn chúng ta đã biết về vật liệu composite đúng không nhỉ? Đây là một cái loại vật liệu mà tổng hợp từ hai hay là nhiều loại vật liệu khác nhau để tạo thành một loại vật liệu mới có công dụng cũng như là tính chất vượt trội hơn so với vật liệu ban đầu. Thì vật liệu composite nó là một vật liệu gồm polymer làm nhựa nền tổ hợp với các vật liệu vô cơ hoặc là hữu cơ khác. Về thành phần, nó bao gồm chất nền và chất độn. Chất nền và chất độn này nó phân tán vào nhau, tuy nhiên nó không hòa tan vào nhau. Thứ ba là chất phụ gia. Trong vật liệu composite thì polymer và chất độn tương hợp tốt với nhau để làm tăng các cái tính rắn hoặc là tính bền và chịu nhiệt của vật liệu. Chính vì điều này đã làm cho vật liệu composite có tính năng vượt trội hơn so với những loại vật liệu khác. Vật liệu composite thì được ứng dụng trong rất là nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Nó có thể được dùng làm vỏ tàu thuyền này, hoặc là dùng để làm vỏ ô tô, đúng không nhỉ? Thứ hai, chúng ta cùng nghiên cứu xem là một số polymer dùng làm chất dẻo là gồm những polymer nào. Thứ nhất là polyethylene. Người ta trùng hợp ethylene sẽ thu được polyethylene chứ nhỉ? Và polyethylene là một cái chất dẻo rất là mềm. Nó nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 110 độ C và có tính tương đối trơ do cái mạch ankan dài. Chính vì những cái tính chất này nên nó được dùng để làm túi ni lông hoặc là làm bồn chứa nước hoặc được dùng làm màng mỏng bọc thực phẩm. Thứ hai là polyvinyl chloride. Các bạn thấy là tên polymer viết tắt là tên chữ cái đầu, đúng chứ nhỉ? PVC. Người ta trùng hợp vinyl chloride thu được polyvinyl chloride. Và cái polyvinyl chloride này là cái chất vô định hình. Nó cách điện khá là tốt và bền với axit. Nên nó được dùng để làm ống dẫn nước. Ống dẫn nước này là ống dẫn nước loại dẻo. Hoặc là dùng vật liệu cách điện và áo che mưa. Loại polymer thứ ba đó chính là polymethyl metacrylate, hay được viết tắt là PMM. Thì người ta sẽ trùng hợp methyl metacrylate để thu được polymethyl metacrylate. Thì thằng polymethyl metacrylate này là một cái chất có đặc tính là trong suốt. Nó cho ánh sáng truyền qua khoảng 90%. Chính vì lẽ đó nó có thể được dùng để làm kính máy bay hoặc là thủy tinh hữu cơ, cũng như là làm răng giả. Thứ tư đó là polyphenol formaldehyde, được viết tắt là PPF. PPF thì có 3 dạng chính, đó chính là nhựa Novolac, nhựa Rezol và nhựa Resit. Nó được ứng dụng ở trong sản xuất sơn, vernis hoặc là làm vỏ bọc dây cắp điện. Chúng ta cùng đi nghiên cứu sang phần hai la mã, đó là tơ. Vậy
Tơ là gì? Tơ là những vật liệu polymer có hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định. Các polymer trong tơ thì có cấu trúc mạch là không phân nhánh, sắp xếp song song với nhau. Độ bền thì rắn, nó bền với nhiệt và các dung môi thông thường. Về tính chất thì nó mềm, dai, không độc và có khả năng nhuộm màu. Về phân loại tơ thì dựa vào nguồn gốc, người ta có thể phân loại tơ thành hai loại là tơ thiên nhiên. Tơ thiên nhiên là những cái loại tơ mà có sẵn trong thiên nhiên, ví dụ như là bông, len, tơ tằm. Thứ hai là tơ hóa học. Nó được chế tạo bằng phương pháp hóa học. Và trong tơ hóa học này, người ta lại chia ra làm hai nhóm. Thứ nhất là tơ tổng hợp. Tơ tổng hợp là những cái loại tơ được chế tạo từ các polymer tổng hợp. Lấy ví dụ như là tơ polyamide là bao gồm có tơ ni lông này, tơ cáp rông, tơ ni lông 6, tơ ni lông 6 hoặc là tơ ni lông 7 đấy. Hoặc loại thứ hai là tơ vinilic. Tơ vinilic ví dụ bao gồm có vinilông hoặc là tơ nitrông. Loại thứ hai của tơ hóa học đó chính là tơ bán tổng hợp. Tơ bán tổng hợp là cái loại tơ xuất phát từ polymer thiên nhiên nhưng người ta đã chế biến thêm bằng cái phương pháp hóa học. Ví dụ như là tơ visco hoặc tơ acetat. Phần phân loại này thường hay thi nên là các bạn lưu ý cho cô phần phân loại này nhé. Thứ ba là một số loại tơ. Thứ nhất là tơ ni lông 66. Người ta đã trùng ngưng hexametylen diamin và axit adipic để thu được tơ ni lông 66. Các bạn thấy đây, tơ ni lông 66 là một loại tơ polyamide. Bởi vì sao? Vì các mắt xích nó được nối với nhau bởi các nhóm COOH. Và chính vì nó là một loại tơ polyamide, thế nên là nó khá là kém bền nhiệt và kém bền với các loại axit. Vì nó dễ bị phân hủy, phản ứng thủy phân mà đúng chưa? Để tạo thành các cái axit amin. Tuy nhiên tính chất của nó là nó có tính dai, bền, mềm mại và óng mượt. Nó ít thấm nước, giặt mau khô. Chính vì vậy nó có cái ứng dụng là để làm vải may mặc, dệt bít tất cũng như là để đan lưới. Tiếp theo là tơ nitrông hay là tơ ô lông. Loại tơ này nó thuộc loại tơ vinilic được tổng hợp từ vinin cyanua hay là acrylonitrile nên thu được polymer chính là polyacrylonitrile. Tơ nitrông này dai và bền với nhiệt. Nó giữ nhiệt tốt nên là nó được ứng dụng để làm đan áo ấm hoặc là bện thành sợi áo len, may áo khoác thì chứ nhỉ. Chúng ta đi tiếp sang phần thứ ba là mã là cao su. Vậy cao su là gì? Cao su là cái vật liệu polymer có tính đàn hồi. Bây giờ các bạn tưởng tượng nhé. Khi chúng ta kéo căng một sợi dây cao su rồi buông tay ra thì sợi dây sẽ trở lại với kích thước như ban đầu. Vậy chúng ta nói là cao su là nó có tính đàn hồi. Vậy tính đàn hồi là gì? Tính đàn hồi là tính bị biến dạng khi chịu lực tác dụng của bên ngoài và nó sẽ trở lại dạng ban đầu khi thôi tác dụng. Dựa vào nguồn gốc thì cao su được chia làm hai loại là cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Chúng ta cùng đi tìm hiểu hai loại chính đó chính là cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Hai nhỏ cao su thiên nhiên. Cao su thiên nhiên thì có nguồn gốc từ mủ cây cao su và nó có công thức hóa học là isopren và hệ số polymer hóa của nó khá là cao từ 1.500 đến 15.000. Chính vì hệ số polymer hóa cao này nó đã làm cho cái cao su thiên nhiên rất là bền về mặt cơ học. Tuy nhiên thì về mặt hóa học thì độ bền nó kém hơn. Về tính chất vật lý này, chính vì độ bền cơ học cao thế nên nó có tính đàn hồi lớn, không dẫn nhiệt và điện, không thấm khí và nước. Độ bền hóa học của nó kém nên nó không tan trong nước và ethanol, tuy nhiên là nó tan trong xăng và benzen. Về tính chất hóa học thì các bạn thấy là trong phân tử của cao su thiên nhiên là có nối đôi, thế nên nó sẽ tham gia các phản ứng cộng với lại hydro, clo hoặc là HCl.
Ngoài ra thì nó còn có tác dụng với lưu huỳnh để cho ra cao su lưu hóa. Sau khi cao su được lưu hóa thì nó có tính đàn hồi cũng như là chịu nhiệt tốt hơn so với cao su chưa lưu hóa. Cao su thiên nhiên này thì có rất là nhiều ứng dụng, ví dụ như nó được làm đệm cao su. Đệm cao su thiên nhiên này rất là bền và rất là êm. Thứ hai là được dùng để làm lốp xe. Đấy nhỉ. Tiếp theo chúng ta cùng nghiên cứu loại cao su thứ hai, đó chính là cao su tổng hợp. Thứ nhất là cao su isopren. Cao su tổng hợp isopren này có cấu trúc tương tự như là cao su thiên nhiên vì nó đều có bắt nguồn từ isopren đúng nhỉ? Tuy nhiên thì hệ số polymer hóa của nó thấp hơn. Chính vì vậy nó có cái độ bền cơ học kém hơn. Tuy nhiên thì độ bền hóa học nó là cao hơn so với cao su thiên nhiên. Chúng ta có cao su isopren. Tương tự thì người ta cũng sản xuất ra polychloroprene hoặc là polyfluoroprene. Thì chính vì cao su tổng hợp isopren có hệ số polymer hóa thấp hơn so với cao su thiên nhiên nên độ bền cơ học của nó là thấp hơn. Chính vì vậy nó có thể được dùng làm ống ống tai nghe trong dùng trong y học. Thứ hai là nó được dùng làm các cái đôi ủng. Thứ ba, nó được dùng để làm các cái đệm xe hơi, đúng nhỉ? Vì nó mềm hơn mà. Chúng ta cùng nghiên cứu loại cao su tổng hợp thứ hai, đó là cao su buna. Cao su buna chính là polybutadien. Nó tổng hợp từ butadien, được chưa nhỉ? Cao su buna thì có tính đàn hồi và độ bền kém cao su thiên nhiên. Ngoài ra người ta còn sản xuất ra cao su buna S khi đồng trùng hợp buta 13dien và styren, nó sẽ thu được cao su buna S. Thằng này thì có tính đàn hồi cao và sản xuất ra cao su buna N có tính chống dầu cao. Nó được ứng dụng để làm ví dụ như là quả bóng chuyền này, hoặc là dùng làm găng tay cao su và dùng để làm dép cao su đi trong nhà. Trên đây là toàn bộ kiến thức về vật liệu polymer. Qua bài học này các bạn cần nắm vững cho cô một số kiến thức sau đây. Thứ nhất là chất dẻo. Thì các bạn cần hiểu được chất dẻo là gì, vật liệu composite và nhớ được một số polymer dùng làm chất dẻo. Thứ hai là tơ. Thì các bạn hiểu khái niệm về tơ cũng như là phân loại và một số tơ tổng hợp thường gặp, ví dụ như là tơ ni lông 66 và tơ nitrile. Thứ ba là cao su. Các bạn cần hiểu cao su là gì và phân loại cao su. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.